Thưa quý vị, vào sáng ngày 4 tháng 11, tại nhà Quốc hội, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội tiến hành thảo luận tại hội trường về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2025. Cho ý kiến tại phiên họp, nhiều đại biểu bày tỏ nhất trí với báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kinh tế xã hội năm 2024 và dự kiến năm 2025 với nhiều thành tựu nổi bật. Về những hạn chế, các đại biểu cơ bản đồng tình với những nội dung đã nêu trong báo cáo của Chính phủ, đồng thời đưa ra một số ý kiến, kiến nghị về công tác tiết kiệm, chống lãng phí, trong đó có chống lãng phí trong bộ máy công quyền. Theo tôi, tình trạng này có những nguyên nhân chủ yếu sau. Thứ nhất, còn có một bộ phận cán bộ có tâm lý coi nhẹ việc chống lãng phí ngay trong hoạt động quản lý. Lâu nay họ chỉ coi lãng phí là hành vi cần khắc phục nhưng chưa đến mức nghiêm trọng, chưa coi lãng phí là hành vi nguy hiểm cho xã hội. Thứ hai, có một số cán bộ còn quan niệm lãng phí chỉ là việc quản lý sử dụng vốn tài sản nhà nước không hiệu quả, nhưng trên thực tế còn có lãng phí về cơ hội và thời gian. Thứ ba, bệnh thành tích, tư duy nhiệm kỳ, tư duy chủ quan của một số cán bộ muốn thực hiện những dự án ở địa phương, bộ, ngành mình và trong nhiệm kỳ mình làm lãnh đạo để chứng tỏ năng lực, sự năng động. Nhưng do cách làm nóng vội, sự tính toán chủ quan, sự không tuân thủ đầy đủ các quy trình thủ tục nên một số dự án đã đem lại hiệu quả không mong muốn. Cũng tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến tập trung vào một số nội dung, đề nghị có cơ chế đặc cách, đặc thù để hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão lũ, giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực, đào tạo nghề, việc đẩy mạnh thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Thưa quý vị, sáng nay Tòa án Nhân dân cấp cao tại TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm giai đoạn 1, vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các đơn vị có liên quan, xem xét kháng cáo của bị cáo Trương Mỹ Lan cùng với 47 bị cáo khác về các tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, tham ô tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Trước đó, bản án sơ thẩm đã tuyên phạt Trương Mỹ Lan tử hình về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, tham ô tài sản, đưa hối lộ. 85 bị cáo còn lại bị phạt mức án từ 3 năm tù cho hưởng án treo đến tù chung thân về một hoặc các tội danh trên. Về trách nhiệm dân sự, bản án sơ thẩm buộc bị cáo Trương Mỹ Lan phải bồi thường cho SCB số tiền là 673.800 tỷ đồng. Bị cáo Trương Mỹ Lan kháng cáo toàn bộ bản án, 47 bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt hoặc xin hưởng án treo. Ngoài ra còn có kháng cáo của bị hại là Ngân hàng SCB, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan như Công ty Quốc cường Gia Lai, ông Nguyễn Sơn Hoa, Công ty T và H Hạ Long, Công ty trách nhiệm hữu hạn Âu Lạc Quảng Ninh. Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài từ nay đến ngày 25 tháng 11. Cơ quan điều tra Bộ Công an vừa ra kết luận đề nghị truy tố 17 bị can trong vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại dự án khu đô thị biển Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận, ông Lê Tiến Phương cùng các đồng phạm bị cáo buộc chuyển dự án sân gốp Phan Thiết thành khu đô thị biển, giao công ty Rạng Đông thực hiện, nhưng định giá đất sai quy định, gây thiệt hại hơn 308 tỷ đồng. Trong số các bị cáo có một số cựu lãnh đạo, cán bộ tỉnh Bình Thuận như Xà Dương Thắng, cựu giám đốc Sở Xây dựng, cựu bí thư huyện ủy Bắc Bình, Hồ Lâm, cựu giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Đỗ Ngọc Điệp, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết, Nguyễn Văn Phong, cựu phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành thông tư số 19 về việc lập, thẩm định, giao, đánh giá dự án đầu tư công trên hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư công. Theo đó, phạm vi điều chỉnh của thông tư gồm lập, thẩm định, giao, điều chỉnh, theo dõi, đánh giá kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm vốn ngân sách trung ương, vốn ngân sách địa phương, vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư. Đồng thời, thông tư cũng có nội dung về việc theo dõi, đánh giá kế hoạch đầu tư công sử dụng nguồn dự phòng, tăng thu, tiết kiệm chi, cùng với đó là quản lý thông tin, đánh giá đối tượng sử dụng vốn đầu tư công trên hệ thống.
Cuối năm là thời điểm diễn ra nhiều sự kiện khuyến mại tập trung quy mô lớn và sôi động nhất. Đây được xem là giai đoạn quan trọng thúc đẩy động lực tiêu dùng, đóng góp cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế của cả năm. Bên cạnh việc tiếp tục tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, điểm mới của chương trình khuyến mại kích cầu năm 2024 là phát triển các loại hình kinh doanh đa dạng, thông minh, phù hợp với sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử, góp phần bình ổn giá hàng hóa, ổn định thị trường. Sở Công Thương Hà Nội tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm theo sát diễn biến tình hình thị trường, bảo đảm đủ nguồn cung cho các mặt hàng thiết yếu, phục vụ cho người dân, nhất là trong các dịp lễ Tết, không để xảy ra thiếu hàng, sốt hàng. Đồng thời, khuyến khích các doanh nghiệp đưa ra các chương trình khuyến mại để vừa kết hợp giảm giá, miễn phí vận chuyển, vừa kết hợp giảm giá bán của các sản phẩm, tạo điều kiện tốt nhất cho cả doanh nghiệp và người dân. Trong tháng 10 vừa qua, xuất khẩu thủy sản Việt Nam đạt hơn 1 tỷ đô la Mỹ, tăng trưởng 28% so với cùng kỳ năm trước. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 6 năm 2022, xuất khẩu thủy sản theo tháng vượt qua mốc 1 tỷ đô la Mỹ. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, tính đến cuối tháng 10, tổng kim ngạch xuất khẩu của ngành thủy sản đạt 8,27 tỷ đô la Mỹ, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm 2023. Trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ thủy sản toàn cầu tăng cao, xuất khẩu của Việt Nam trong tháng 10 đã ghi nhận những kết quả khả quan tại nhiều thị trường. Các thị trường truyền thống như Mỹ, Nhật Bản và EU cũng có mức tăng trưởng đáng kể, lần lượt là 31%, 22% và 27%. Đặc biệt, xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc và Hồng Kông tăng 37%. Tính đến cuối tháng 10, tổng giá trị xuất khẩu thủy sản sang hai thị trường này và Mỹ đã chạm ngưỡng 1,5 tỷ đô la Mỹ. Nếu duy trì đà tăng trưởng này, Trung Quốc có thể vượt Mỹ trở thành thị trường nhập khẩu thủy sản lớn nhất của Việt Nam vào cuối năm 2024. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, xuất khẩu gạo Việt Nam trong 10 tháng năm 2024 đạt được nhiều tín hiệu khả quan. Cụ thể, xuất khẩu gạo Việt Nam trong 10 tháng năm 2024 đạt tổng khối lượng gần 7,8 triệu tấn và giá trị gần 4,86 tỷ đô la Mỹ, tăng lần lượt 10,2% và 23,4% so với cùng kỳ năm trước và vượt qua con số 4,67 tỷ đô la của cả năm 2023. Với những tín hiệu tích cực từ thị trường và sự ổn định của sản xuất, xuất khẩu gạo Việt Nam năm 2024 có thể đạt kỷ lục mới, vượt qua mức kỷ lục của năm trước. Ngoài ra, thì giá gạo xuất khẩu bình quân 10 tháng năm 2024 ước đạt 626,2 đô la Mỹ một tấn, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2023. Thưa quý vị, trong 10 tháng năm 2024, tỉnh Khánh Hòa đón 9,5 triệu lượt khách du lịch, trong đó thì khách quốc tế ước đạt hơn 3,8 triệu lượt, tăng 134% so với cùng kỳ năm ngoái. Dù đạt nhiều kết quả ấn tượng, thì tuy nhiên thực tế hiện nay thị trường khách quốc tế của tỉnh vẫn có sự mất cân đối khi mà khách Hàn Quốc chiếm đến gần 50% lượng khách quốc tế đến với tỉnh Khánh Hòa. Một số thị trường quốc tế tiềm năng khác chưa đạt được sự phát triển như là mong đợi. Hiện nay thì nhiều giải pháp hướng đến sự đa dạng khách quốc tế đang được tỉnh Khánh Hòa chú trọng. Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt giữa các điểm đến trong và ngoài khu vực như hiện nay, du lịch Nha Trang Khánh Hòa vẫn khẳng định là một trong những lựa chọn hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước. Minh chứng rõ nhất khi xứ Trầm Hương là một trong những tỉnh thành có doanh thu du lịch cao nhất cả nước trong 10 tháng năm 2024 với hơn 47.000 tỷ đồng. Để đạt được kết quả này, thời gian qua, tỉnh đã chú trọng xúc tiến mở thêm các đường bay thẳng quốc tế, nâng cao chất lượng dịch vụ tại cảng hàng không nhằm xây dựng Khánh Hòa thành điểm đến hấp dẫn cho du khách quốc tế. Đặc biệt, theo kế hoạch đầu năm 2025 sẽ có đường bay thẳng từ Ba Lan đến Cam Ranh nhằm thúc đẩy mở rộng thêm nguồn khách thị trường châu Âu. Khi mà phát triển các thị trường thì để một cái trường đến mà phát triển đi được lâu dài và bền vững thì phải cần cái đường bay cái thẳng. Vì vậy nên là mong muốn khi mà tất cả ở bên này là mình sẽ phải kiếm được các hãng hàng không cũng như là các đối tác ở trên này là có thể kết nối được cái điểm đến của hai khu vực và hai đất nước. Và khi nếu thì có được điểm đến đấy thì nó sẽ đem lại cái giá trị rất là lớn, và từ ngoài gọi là thương mại thì du lịch nó sẽ phát triển lại rất là mạnh. Trong định hướng phát triển, tỉnh Khánh Hòa sẽ chú trọng khai thác đa dạng các thị trường khách du lịch quốc tế, trong đó đặc biệt chú trọng đến các dòng khách chi tiêu cao, có thời gian lưu trú dài ngày.
Để đạt được mục tiêu này, du lịch Khánh Hòa sẽ tập trung thu hút du khách quốc tế bằng chất lượng dịch vụ, các sản phẩm mới. Hiện nay, các khu nghỉ dưỡng đang dần được nâng cấp để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách, chú trọng các sản phẩm du lịch xanh, bảo vệ thiên nhiên và ứng dụng công nghệ số. Nhiều doanh nghiệp du lịch cũng triển khai xây dựng gói sản phẩm phục vụ cho du khách đến nghỉ dưỡng với những trải nghiệm khác biệt. Ngoài ra, hướng đến du lịch văn minh thân thiện, tỉnh Khánh Hòa cũng sẽ đặc biệt chú trọng đến an ninh an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách khi đi du lịch, đem lại những trải nghiệm tốt nhất cho du khách. Chúng tôi cũng đã đón tiếp các đoàn farm từ các nước bạn đến khảo sát thị trường, và qua đó thì chúng tôi giới thiệu với các bạn về những cái điểm đến cũng như là các cái sản phẩm du lịch đặc trưng của Nha Trang Khánh Hòa, đặc biệt là các hoạt động về du lịch vui chơi giải trí trên biển, nghỉ dưỡng biển đảo và du lịch thể thao, đánh gốc. Và khách du lịch ở nước ngoài thì rất là ưa chuộng các cái sản phẩm của Khánh Hòa, và cái cơ sở vật chất của Khánh Hòa đảm bảo có thể phục vụ được các cái nhu cầu cao cấp của khách quốc tế. Với phát triển đa dạng, thị trường khách quốc tế đã mở ra nhiều cơ hội tăng doanh thu cho các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, hiện nay, việc thu hút khách quốc tế còn gặp một số khó khăn, như các thị trường khách được đánh giá có tiềm năng lớn như Australia, Ấn Độ vẫn chưa có chuyến bay thẳng, thị trường khách Trung Quốc chưa phát triển như kỳ vọng, việc chuyển đổi số trong hoạt động du lịch vẫn còn chậm. Ngoài ra, chất lượng nhân lực du lịch chưa cao, thiếu nhân lực biết tiếng Hàn, tiếng Trung cùng nhiều khó khăn khác cần sớm được giải quyết. Và tiếp theo là những tin tức kinh tế đáng chú ý khác trong Kinh tế Phương Nam. Xin kính chào quý vị đang theo dõi Kinh tế Phương Nam. Thưa quý vị, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Sài Gòn SECC quận 7 thành phố Hồ Chí Minh vừa khai mạc triển lãm nguyên liệu ngành thực phẩm và đồ uống hàng đầu Việt Nam. Các chuyên gia kinh tế đánh giá với tốc độ tăng trưởng ấn tượng từ 10 đến 12% mỗi năm, ngành thực phẩm Việt Nam đang ngày càng khẳng định vị thế quan trọng trên bản đồ thực phẩm thế giới. Ngành sản xuất chế biến thực phẩm đã trở thành một trong những ngành công nghiệp mũi nhọn của Việt Nam, chiếm tỷ trọng đáng kể 19,1% trong nhóm ngành công nghiệp chế biến chế tạo. Tỷ trọng giá trị sản xuất cao này không chỉ phản ánh thế mạnh hiện tại mà còn hé lộ tiềm năng phát triển trong tương lai của ngành. Sự phát triển kinh tế, gia tăng dân số và sự cải thiện mức sống đã đẩy mạnh nhu cầu đa dạng hóa các sản phẩm F&B. Ngành công nghiệp thực phẩm và dịch vụ ăn uống tại Việt Nam, điều này tạo động lực mạnh mẽ để ngành nguyên liệu thực phẩm và đồ uống không ngừng phát triển, tạo ra những sản phẩm mới lạ, độc đáo, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng. Năm 2023, doanh thu của ngành thực phẩm đồ uống Việt Nam đã vươn lên đứng thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á, chỉ sau Indonesia và Philippines. Sự phát triển này không chỉ góp phần đảm bảo an ninh lương thực, mà còn là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo thêm việc làm và nâng cao vị thế quốc gia. Triển lãm nguyên liệu ngành thực phẩm và đồ uống hàng đầu tại Việt Nam năm nay có sự tham gia của hơn 175 doanh nghiệp đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại đây trưng bày đa dạng danh mục sản phẩm, từ những công nghệ tiên tiến đến các nguyên liệu, hương vị, gia vị của ngành thực phẩm và đồ uống trên thế giới và của Việt Nam. Sự kiện được kỳ vọng sẽ là triển lãm thương mại lý tưởng để đổi mới, giáo dục và hợp tác, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành nguyên liệu thực phẩm và đồ uống không chỉ tại Việt Nam mà còn trong khu vực ASEAN, do có sự góp mặt của những chuyên gia hàng đầu trong ngành và những nhà sáng tạo tốt nhất khu vực ASEAN. Tuần lễ chuyển đổi số năm 2024 với chủ đề Công nghệ số, động lực tăng trưởng mới của thành phố Hồ Chí Minh vừa được diễn ra. Chương trình do Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Hội Tin học thành phố tổ chức. Tuần lễ chuyển đổi số năm 2024 là hoạt động nhằm tăng cường các hoạt động truyền thông quảng bá, nâng cao nhận thức, khuyến khích sự tham gia chuyển đổi số của người dân, chính quyền và doanh nghiệp, đồng thời tạo cơ hội kết nối, trao đổi, hợp tác giữa các cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, giải pháp công nghệ, đặc biệt là các sản phẩm, giải pháp công nghệ mới, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI, giải quyết các bài toán quan trọng tại các lĩnh vực trọng yếu, cũng như phục vụ đời sống xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả công tác, chuyển đổi số và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số toàn diện, góp phần phát triển kinh tế số bền vững tại thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện năm nay có nhiều đổi mới, tăng cả về số lượng hoạt động và nội dung chiều sâu hơn so với các năm trước. Sự kiện năm nay có nhiều đổi mới, tăng cả về số lượng hoạt động và nội dung có chiều sâu hơn so với các năm trước. So với năm 2023, số lượng gian hàng triển lãm tăng từ 30 lên gần 50 gian hàng. Số lượng phiên hội thảo tăng từ 4 phiên lên 7 phiên. Số lượng báo cáo viên tăng từ 20 báo cáo viên lên hơn 30 báo cáo viên về nội dung.
Tuần lễ chuyển đổi số năm 2023 tập trung vào lĩnh vực ứng dụng và dữ liệu, thì năm nay được thiết kế tập trung cho các vấn đề khai thác, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI, an toàn thông tin để khai thác hiệu quả dữ liệu thúc đẩy chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Tại đường sách thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra chương trình tuần lễ sách và chuyển đổi số, cùng với đó là chương trình ứng dụng sách nói với mong muốn kết hợp hài hòa giữa yếu tố con người và công nghệ để mang lại trải nghiệm sách nói chân thật và hấp dẫn nhất. Quá trình chuyển đổi số, xuất bản điện tử, phát triển công nghệ trong lĩnh vực sách là vấn đề mũi nhọn được quan tâm của các đơn vị xuất bản, phát hành và là sự nỗ lực của các cấp, các ngành trong việc tạo ra những sản phẩm của văn hóa trí tuệ phục vụ đời sống tinh thần, phát triển văn hóa đọc đến mọi người dân Việt Nam. Ngoài các hoạt động trưng bày tọa đàm về sách trong thời đại chuyển đổi số, không gian triển lãm chuyển đổi số gắn với lĩnh vực xuất bản, in và phát hành mang đến những trải nghiệm mới mẻ trong việc đọc sách của độc giả nhiều lứa tuổi. Thì với mong muốn là mang lại một trải nghiệm tiếp thu kiến thức mới cho người đọc, thì chúng tôi quyết tâm tạo ra ứng dụng sách nói Bookcast để người đọc có thêm một cách tiếp nhận thông tin mới tiện lợi hơn, tối ưu hơn và trải nghiệm chân thực hơn. Đặc biệt, sản phẩm sách nói của chúng tôi là có thêm những hiệu ứng âm thanh, những hiệu ứng về giọng đọc để tạo cho người nghe cảm giác chân thực nhất. Có một giải pháp mà chúng tôi tìm ra trong quá trình chuyển đổi số, đó chính là tạo ra thẻ giấy sách nói dạng mã cào. Người dùng sẽ dùng chiếc thẻ đó và cào ra, sau đó dùng đoạn mã trên chiếc thẻ truy cập vào ứng dụng và dùng đoạn mã đó để quy đổi ra thời lượng nghe nhất định. Tuần lễ sách và chuyển đổi số năm 2024 với 24 đơn vị tham gia, hơn 30 chương trình hoạt động giao lưu, trong đó điểm nhấn của tuần lễ năm nay là độc giả sẽ được trải nghiệm hơn 3.000 tựa sách điện tử, sách nói cũng như những hình thức tiếp cận sách mới, trải nghiệm công nghệ về sách gắn với chuyển đổi số cũng sẽ mang đến cách nhìn sâu sắc hơn về chuyển đổi số trong xuất bản, thúc đẩy được công nghệ vào trong hoạt động này. Trong chuỗi hoạt động này thì Sở Thông tin và Truyền thông cũng giới thiệu đến người dân một không gian triển lãm trực tuyến với 498 tư liệu mang đến sự trải nghiệm mới mẻ và ý nghĩa. Việc tạo ra một không gian trực tuyến cũng là một phần trong định hướng phát triển chuyển đổi số của ngành xuất bản in và phát hành, tạo ra những trải nghiệm mới trong quá trình xây dựng phát triển của ngành xuất bản và giới thiệu đến với độc giả. Chính xác là đối với ngành xuất bản thì có một câu chuyện rất là quan trọng, đó là phải đa dạng hóa sản phẩm. Chúng tôi đã có buổi làm việc với cả các cơ quan quản lý ở nước ngoài, và một trong những cái điều mà họ rất quan trọng họ là muốn đó là phải đa dạng hóa cái lực lượng phát hành để đảm bảo cái sự sáng tạo của đội ngũ cũng như là sự phát triển đa dạng của thị trường. Và cái câu chuyện ngày hôm nay trong ngành sách lại có thêm một đơn vị nữa tham gia vào thị trường sách nói cùng với Fornot, Voice FM hay là My Audio, Waka đã từng phát triển, thì tôi cho rằng đây là một câu chuyện hết sức quan trọng, và tôi xin được gửi lời chúc mừng và đầy kỳ vọng rằng là dưới đây tới đây thì cái chữ Bookcast sẽ trở thành một trong những nền tảng mà được nhiều bạn đọc đón nhận. Sách nói đang phát triển và sẽ tiến xa hơn, trở thành đến tương lai của ngành xuất bản không chỉ ở Việt Nam mà còn trên toàn thế giới. Ngoài ra, trong thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân quận 7, Ủy ban Nhân dân quận Bình Tân, Ủy ban Nhân dân huyện Củ Chi trong công tác xây dựng, ban hành đề án, các phương án thiết kế đường sách, không gian sách, đồng thời tổ chức triển khai thông tin đến các nhà xuất bản, đơn vị phát hành sách, thiết bị trường học trên địa bàn thành phố. Sự kiện này sẽ giúp cho các đơn vị xuất bản thành phố, bạn đọc của thành phố lan tỏa đến cả nước tình yêu đối với ngành xuất bản, góp phần mang đến nhiều sản phẩm đến với xã hội. Từ đầu tháng 10, các hãng hàng không đã bắt đầu công bố kế hoạch bán vé Tết năm 2025. Tuy nhiên, dù mở bán sớm nhưng giá vé máy bay Tết vẫn ở mức cao. Trong đợt đầu mở bán vé máy bay Tết Nguyên Đán Ất Tỵ 2025, Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco mở bán gần 1,5 triệu chỗ, Vietjet mở bán 2,6 triệu chỗ, nhưng giá các chặng bay đều ghi nhận tăng so với cùng kỳ. Theo khảo sát, giá vé máy bay khứ hồi dịp Tết từ ngày 25 tháng 1 năm 2025 đến hết ngày 2 tháng 2 năm 2025, tức ngày 26 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ đều đang ở mức cao. Cụ thể, giá vé rẻ nhất cho chặng Thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội là 6 triệu đồng của Vietjet Air, trong khi các hãng khác như Vietnam Airlines, Bamboo Airways và Vietnam Airlines có giá từ 7,1 triệu đến 8 triệu đồng một vé khứ hồi. Mức giá này cao hơn so với mức 6 đến 6,8 triệu đồng của năm trước. Các hãng hàng không cho biết sẽ xem xét nhu cầu thị trường, cân đối nguồn lực để tung ra các đợt bán vé Tết tiếp theo, nhưng việc hành khách trông chờ được hạ giá là điều khó xảy ra.
Theo Cục Hàng không Việt Nam, nguyên nhân giá vé máy bay tăng là do chịu tác động từ các yếu tố cung cầu thị trường như sụt giảm quy mô đội máy bay khai thác và yếu tố chi phí như biến động giá nhiên liệu bay, tỷ giá. Để góp phần giảm áp lực về giá vé máy bay nội địa, đơn vị này cho biết đã tạo điều kiện tối đa để các hãng có thể thuê bổ sung đội máy bay, điều chỉnh thời gian hoạt động khai thác máy bay, tăng cường thêm các chuyến bay vào khung giờ chiều tối và đêm, tăng chuyến tại các cảng hàng không trọng điểm trong các giai đoạn cao điểm. Giá đất ở tại thành phố Hồ Chí Minh dự kiến có mức cao nhất là hơn 687 triệu đồng một mét vuông ngay trung tâm quận 1. Mức giá này đã giảm so với mức 810 triệu đồng một mét vuông tại dự thảo bản giá đất tháng 7 vừa qua, nhưng vẫn tăng 4,2 lần so với bản giá hiện hành. Đối với đất ở, giá đất ở trung tâm quận 1 tại các đường Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Đồng Khởi cao nhất của thành phố lên đến 687,2 triệu đồng một mét vuông so với dự thảo bản giá đất tháng 7 năm 2024 là 810 triệu đồng một mét vuông. Giá đất điều chỉnh đã giảm 122,8 triệu đồng một mét vuông nhưng cũng tăng 4,2 lần so với bản giá hiện hành. Mức giá dự kiến ở một số tuyến đường lân cận như Đông Du là 409 triệu đồng một mét vuông, tuyến Hai Bà Trưng có giá từ 350 đến 450 triệu đồng một mét vuông. Khu vực quận 3, toàn bộ tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đường Hai Bà Trưng, đường Nguyễn Thị Minh Khai dự kiến là nơi có giá đất mới cao nhất tại quận 3, từ 305 đến 340 triệu đồng một mét vuông. Tại các huyện Hóc Môn, Nhà Bè, Bình Chánh, Cần Giờ và Củ Chi, giá đất dự kiến giảm mạnh so với dự thảo bản giá đất điều chỉnh trước đây. Chẳng hạn giá đất tại đường Sông Hành, quốc lộ 22, đoạn Nguyễn Ảnh Thủ đến Lý Thường Kiệt đã tăng 51 lần trong dự thảo cũ, nay đã điều chỉnh giảm còn 23 lần. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có những quy chuẩn mới về an toàn thực phẩm để từng bước loại bỏ những sản phẩm không đạt chuẩn khỏi thị trường. Và định hướng của Thành phố Hồ Chí Minh là ưu tiên hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm hàng hóa đạt các tiêu chuẩn an toàn bền vững. Và trên thực tế, thì Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu thực hiện thí điểm áp dụng tiêu chuẩn tích xanh an toàn để kết nối trách nhiệm của các doanh nghiệp bán lẻ và nhà sản xuất trong việc tăng cường kiểm soát chất lượng hàng hóa, tạo ra chuỗi cung ứng an toàn. Những ghi nhận ngay sau đây cũng khép lại Kinh tế Phương Nam ngày hôm nay. Chương trình kiểm soát chất lượng hàng hóa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh gọi tắt là Tích xanh trách nhiệm vừa được thành phố Hồ Chí Minh triển khai từ tháng 3 năm 2024. Đến nay, ngoài 8 hệ thống bán lẻ lớn hàng đầu Việt Nam đã tham gia, nhiều nhà sản xuất kinh doanh cũng rất quan tâm và đang tìm hiểu tham gia. Theo đó, thì khi một nhà cung cấp vi phạm về tiêu chuẩn an toàn sẽ bị loại bỏ ra khỏi 8 hệ thống bán lẻ. Ngược lại, nếu sản phẩm đạt tích xanh trách nhiệm ở một nhà bán lẻ, nghiễm nhiên sẽ dễ dàng chào hàng vào những hệ thống phân phối còn lại. Tích xanh trách nhiệm là một hệ thống quy chuẩn về mặt kỹ thuật mà những nhà cung ứng cũng như là cơ quan quản lý cũng như là hệ thống phân phối chúng tôi cùng thống nhất với nhau để bảo chứng cho chất lượng hàng hóa, nguồn gốc hàng hóa được kiểm soát và công khai minh bạch. Chính cái việc không khác biệt các kênh phân phối khác nhau thì những cái sản phẩm được có một cái quy mô phát triển ở một cái quy mô nó lớn hơn, và chính cái quy mô lớn hơn này cùng với một cái giá đồng nhất thì giúp cho sản phẩm duy trì được một cái giá trị không chỉ dừng lại ở biên giới Việt Nam mà có thể phát triển ra ở các thị trường trong khu vực cũng như các thị trường quốc tế khác. Nhà bán lẻ này cho hay hiện đang thí điểm tích xanh trách nhiệm ở các sản phẩm rau củ. 100% nhà cung cấp mới sẽ phải ký cam kết theo tiêu chuẩn này. Dự kiến đến năm 2025 sẽ mở rộng áp dụng cho nhiều dòng sản phẩm và cả với nhà cung cấp cũ. Các nhà cung cấp nào khi mà mới bắt đầu ký hợp đồng để mà giao hàng cho Mega Market Việt Nam chúng tôi thì chúng tôi cũng sẽ có một cái phần rằng giải thích về cái chương trình tích xanh trách nhiệm và chúng tôi khuyến khích họ tham gia tạo ra một cái luồng xanh dành cho các nhà cung cấp mà họ đồng lòng với chương trình cũng như là họ can đảm để họ nói rằng là họ sẽ nâng cao hơn cái ý thức trách nhiệm của họ trong cái việc mà về quản lý chất lượng. Nhiều nhà cung cấp khẳng định đã sẵn sàng tham gia tiêu chuẩn tích xanh chất lượng của thành phố Hồ Chí Minh, bởi đây không chỉ là cơ hội để được bao tiêu sản phẩm, tăng thêm giá trị thương hiệu mà cũng thể hiện trách nhiệm xã hội của nhà sản xuất trong việc đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng. Nếu mà các nhà bán lẻ của Việt Nam như ở thành phố Hồ Chí Minh, các cái siêu thị mà đặt ra một cái tiêu chí chất lượng thì bà con nông dân thực hiện cũng rất là đơn giản chứ không có gì khó. Đồng thời là cũng quản lý được một phần những cái dư lượng để cho những cái sản phẩm về lâu về dài người tiêu dùng an toàn hơn. Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang phối hợp với các tỉnh thành phố để mở rộng triển khai chương trình đến các doanh nghiệp sản xuất, cung ứng ở địa phương. Mục tiêu là tất cả sản phẩm lưu thông trên thị trường đều có tích xanh trách nhiệm, được kiểm soát và bảo đảm chất lượng an toàn ở mức cao nhất. Bản tin tiếp tục với những thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Bản tin Kinh tế và Tiêu dùng đến đây cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.